Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam mở rộng lần thứ 12, nhiệm kỳ 2013-2018. Thúc đẩy bình đẳng giới vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tuổi trẻ dầu khí tham gia Ngày hội Hiến máu năm 2016. Cải tiến quản lý dinh dưỡng cho cây lúa theo phần mềm quản lý dinh dưỡng lúa. Ngày 24 tháng 6 tại thành phố Đà Lạt, Ban chấp hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tiến hành hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 12. Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Các đại biểu cũng đã thảo luận các chuyên đề như công đoàn với công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, công đoàn với vai trò lao động sáng tạo, công đoàn với vai trò văn hóa thể thao, công đoàn với phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm và công tác an toàn lao động. Đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao các hoạt động Công đoàn Dầu khí Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2016. Dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thử thách, lãnh đạo công đoàn các cấp đã sâu sát, có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lưu ý, việc Việt Nam gia nhập TTP sẽ có rất nhiều thách thức đối với tổ chức công đoàn. Do đó, Công đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng bồi dưỡng tập huấn cán bộ công đoàn các cấp, đặc biệt quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở để kịp thời đáp ứng các yêu cầu cấp thiết trong tình hình Việt Nam gia nhập hiệp định. Hội nghị đã bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Chủ tịch Công đoàn Vietso Petro vào Ban chấp hành Ban thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam khóa 5, nhiệm kỳ 2013-2018. Các đại biểu cũng đã thông qua nghị quyết hội nghị Ban chấp hành khóa 5 mở rộng lần thứ 12, nhiệm kỳ 2013-2018. Chiều ngày 24 tháng 6 tại thành phố Đà Lạt, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức hội thảo thúc đẩy bình đẳng giới vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí và Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Hội thảo là dịp để trao đổi, lắng nghe tâm tư tình cảm, những chia sẻ và cả những nguyện vọng, kiến nghị của nữ công nhân viên chức lao động đối với công tác bình đẳng giới trong tập đoàn. Hiện nay lực lượng lao động nữ chiếm 22,1% trong tổng số cán bộ công nhân viên trong toàn ngành dầu khí. Trong đó tỷ lệ đảng viên nữ là 17,4%, cán bộ nữ lãnh đạo các cấp là 18%. Thời gian qua, nữ công nhân viên chức có những đóng góp không nhỏ vào thành công chung của tập đoàn. Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan đánh giá cao tất cả các tham luận tại hội thảo và nhấn mạnh để thúc đẩy công tác bình đẳng giới thì lãnh đạo công đoàn, ban nữ công phải giám sát các nội dung, chỉ tiêu đề ra trong các chương trình hành động bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công đoàn Dầu khí Việt Nam, tăng cường phối hợp với ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của đơn vị để triển khai công tác phát triển phụ nữ tại đơn vị, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho nữ lao động và cả nam giới trong ngành dầu khí. Hội thảo khẳng định khi công tác bình đẳng giới thực hiện hiệu quả, lực lượng lao động nữ sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của tập đoàn và Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Ngày 24 tháng 6 tại tòa nhà PVI Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp cùng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và Công ty Cổ phần PVI tổ chức Ngày hội hiến máu 2016. Ngày hội hiến máu 2016 với chủ đề Hiến giọt máu đào trao đời sự sống được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu. Ngày hội được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của 7 tổ chức cơ sở đoàn khu vực phía Bắc của tập đoàn. Đã có hơn 500 cán bộ, nhân viên, đoàn viên, thanh niên của các đơn vị phía Bắc tham gia hoạt động tình nguyện đầy ý nghĩa này. Những đóng góp tích cực trong hoạt động hiến máu tình nguyện đã thể hiện trách nhiệm của tập thể cán bộ, công nhân viên ngành dầu khí đối với cộng đồng xã hội. Đây còn là sự chia sẻ đầy tâm huyết và cũng là điểm nhấn để hoạt động hiến máu tình nguyện trở thành dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ dầu khí. Ngày 23 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí PVFCCO đã phối hợp với Viện Lúa Quốc tế IARII tổ chức thành công hội thảo ACM. Hội thảo lần này được PVFCCO và IARII tổ chức nhằm tổng kết và giới thiệu về các kết quả đạt được sau khi kết thúc khảo nghiệm trên lúa khu vực đất phèn tại Hậu Giang, Đồng Tháp và Long An theo nội dung của chương trình từ 2014 đến nay. Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Tổng giám đốc PVFCCO cho biết, với mục tiêu mang những kỹ thuật tiến bộ trong nông nghiệp đến với người nông dân trong cả nước, giúp tiết kiệm chi phí và tăng thêm thu nhập, mang lại nền nông nghiệp bền vững,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham gia hợp tác cùng PVFCO và IAAI triển khai chương trình thí điểm ứng dụng phần mềm quản lý dinh dưỡng cho cây lúa ACM của IAAI lần đầu tiên tại Việt Nam. Trên cơ sở MOU, ba bên bắt đầu từ cuối năm 2014. Cụ thể là trong chương trình hợp tác này, PVFCO đã tài trợ cho IAAI để phối hợp với các viện trong nước nghiên cứu, cập nhật dữ liệu nhu cầu phân bón theo phần mềm ICM và giúp quản lý phân bón hiệu quả hơn cho cây lúa tại Việt Nam. Tại hội thảo, những thông tin cụ thể về phần mềm quản lý dinh dưỡng cho cây lúa ACM cũng như cách thức sử dụng phần mềm đã được ông Roland Bushit, chuyên gia trưởng Viện Lúa Quốc tế giới thiệu chi tiết. Ông Vũ Tiến Khang, trưởng bộ môn canh tác Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long và ông Nguyễn Quang Trơn, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam đã báo cáo thí nghiệm chương trình ACM tại các tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang và Long An trong thời gian qua. Mục đích của thí nghiệm này nhằm ứng dụng quản lý dinh dưỡng theo tiểu vùng SSNM cho việc kiểm tra sự đáp ứng phân bón trên lúa tại địa phương. Thí nghiệm được thực hiện trong hai vụ thu đông 2015 và đông xuân 2015-2016. Các thí nghiệm này đều do PVFCO tài trợ. Báo cáo tổng kết cho thấy, thí nghiệm đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Cụ thể, việc giảm phân P và K được tính toán theo SSMM đã cho năng suất lúa cao, hiệu quả hơn so với bón phân theo tập quán canh tác của bà con nông dân. SSNM làm tăng thu nhập của nông dân do giảm chi phí phân bón. Hội thảo cũng đã nghe các chuyên gia thổ nhưỡng, cây lúa đánh giá về kết quả đã thực hiện, thảo luận và xem xét khả năng ứng dụng của phần mềm trên toàn quốc theo nhu cầu khác nhau về thổ nhưỡng, khí hậu, mùa vụ của mỗi vùng miền. Ông Vũ Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rất hoan nghênh việc PVFCO đã liên kết với IAAI thực hiện chương trình quản lý dinh dưỡng cho cây lúa theo phần mềm quản lý dinh dưỡng ACM. Ông tin tưởng rằng thông qua chương trình này của PVFCO sẽ giúp bà con nông dân bón phân phù hợp cho cây lúa và từ đó giảm chi phí đầu vào, góp phần tăng hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho bà con. Trong thời gian tới, phần mềm này sẽ được PVFCO cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu tiến hành đưa ra sử dụng rộng rãi trên cả nước.